Trước khi chương trình của chúng ta được bắt đầu thì sau đây để không khí nó thật là vui vẻ, đầm ấm và rất là sâu sắc thì xin mời ban nhạc của lớp 12E, chúng ta hôm qua tập rất cẩn thận bài hát Con đường đến trường. Xin cả nhà chào vào tay, đúng không ạ? Cả nhà chàng có tay cho tất cả các anh chị chúng ta ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì cũng đã để cái ngày hôm nay là ngày đáng nhớ nhất, là ngày 13 tháng 12 năm 2020, cũng là sắp hết một năm rồi chúng ta ngồi lại đây. Và ngay bây giờ để chương trình của chúng ta lại tiếp tục nữa thì sau đây em xin được giới thiệu ban giám hiệu của trường phổ thông trung học Văn Giang. Trước tiên là cô Nguyễn Thị Hồng Ngân, hiệu trưởng nhà trường. Vâng, thầy Đặng Hữu Cảnh, phó hiệu trưởng nhà trường. Thầy Đào Quang Bình, phó hiệu trưởng. Thầy Lê Khắc Chiến, phó hiệu trưởng. Và người thầy thân thương của lớp 12E, thầy Hoàng Khâm. Để ngay bây giờ thì để tri ân các thầy cô giáo thì tập thể lớp 12E có chút gọi là người ta gọi là những bó hoa tươi thắm
để cảm ơn các thầy cô giáo. Thì sau đây xin mời anh Hoàng Hưng và anh Đào Hồng Vận đại diện cho lớp có những bó hoa tươi thắm để gửi đến các thầy cô giáo. Dạ. Để cảm ơn các thầy cô giáo, đặc biệt là thầy Hoàng Khâm, thì sau đây tập thể lớp 12E sẽ gửi tới các thầy cô giáo bài hát Bụi Phấn để nhớ một thời chúng ta ngồi ở dưới ghế nhà trường để cùng nhìn lên những cái nét phấn của thầy truyền đạt lại kinh nghiệm cho các em. Thì sau đây xin mời tốp ca lớp 12E chúng ta lên hát bài Bụi Phấn để tri ân các thầy cô giáo. Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào vương trên tấm thầy. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn cho em. Xin trân trọng mời kính mời bạn lớp trưởng lớp 12E lên phát biểu chào mừng thầy cô giáo và các bạn học sinh lớp 12E tham dự lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Hoàng Hưng, nguyên lớp trưởng lớp 12E. Kính thưa cô Nguyễn Thị Hồng Ngân, hiệu trưởng trường phổ thông trung học Văn Giang. Kính thưa thầy Lê Khắc Chiến, phó hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa thầy Đặng Hữu Cảnh, phó hiệu trưởng nhà trường. Thầy Đào Quang Bình, phó hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa thầy Hoàng Khâm, nguyên chủ nhiệm lớp 12E khóa 1987-1990. Và xin trân trọng kính chào các bạn nguyên là học sinh của lớp 12E khóa 1987-1990 trường phổ thông trung học Văn Giang. Hôm nay thì tôi thấy có một cái niềm vinh dự rất lớn là được đại diện cho tập thể
50 bạn là cựu của học sinh lớp 12A khóa 1987-1990 được đứng ở đây và được chia sẻ những cái tình cảm của cá nhân tôi đối với nhà trường, đối với các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, cũng như đặc biệt là thầy giáo chủ nhiệm vô cùng yêu quý của chúng ta. Lời đầu tiên thì cho phép tôi xin thay mặt tập thể lớp 12A kính chúc sức khỏe và các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A luôn luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục công việc rất vẻ vang, đó là sự nghiệp chồng người. Thầy giáo chủ nhiệm của chúng ta thì cũng đã được nghỉ hưu theo quy định của nhà nước. Chúng em kính chúc thầy mạnh khỏe và tiếp tục dõi theo những bước chân, những thành công, những niềm vui, những nỗi buồn của các thế hệ học sinh mà thầy từng là thầy giáo chủ nhiệm. Còn về cá nhân thì em xin chia sẻ cái tình cảm của cá nhân đối với mái trường phổ thông trung học Văn Giang. Cũng như các bạn thì chúng em có cái cơ hội được học tập, được lao động dưới sự dẫn dắt của các thầy trong ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là thầy giáo chủ nhiệm Hoàng Khâm trong 3 năm học từ năm 1987 đến năm 1990. Ngày đầu tiên thì lớp của 12A của chúng em thì có 50 bạn học sinh. Sau đó thì học được khoảng một kỳ thì có một số bạn thì cũng chuyển sang một số lớp bên cạnh như là lớp 12G, lớp 12K. Còn lại thì là 48 bạn thì tiếp tục là học ở lớp 12A. Những ngày đầu thì chúng em mới vào trường thì rất là bỡ ngỡ, rất là lạ lẫm, bởi vì đã đang quen một cái phong cách ở dưới cái trường phổ thông cơ sở. Nhưng mà khi mới bước vào trường thì ở tất cả các cái xã trong huyện là chúng em gặp nhau, và dưới sự dìu dắt, dưới sự chỉ bảo của thầy giáo chủ nhiệm Hoàng Khâm thì chúng em được sống, được học tập, được chia sẻ với tất cả các bạn trong lớp, và trên một cái tinh thần là rất là đoàn kết và cùng nhau học tập. Thì thay mặt cho tất cả các bạn trong lớp thì em cũng xin một lần nữa là trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe thầy giáo chủ nhiệm. Thứ hai, đối với nhà trường, cá nhân em thấy rằng mỗi ngày đến trường là thật sự là một niềm vui, niềm hạnh phúc. Sáng sớm được đứng trước cổng trường phổ thông trung học Văn Giang với nhìn cái biển hiệu trường phổ thông trung học Văn Giang thật sự là đẹp, là động lực vô cùng to lớn giúp chúng em trong cái công việc học tập. Có thể nói nơi trường phổ thông trung học Văn Giang chúng em đã từng học tập, trong trí tưởng tượng của em thì như là một căn nhà thứ hai. Còn nhắc lại kỷ niệm với tập thể lớp 12A khóa học 1987-1990 thì có lẽ em không bao giờ quên được gương mặt của 50 bạn học sinh cùng lớp, và hiện nay là 48 bạn đã cùng nhau học tập trong thời gian 3 năm. Những kỷ niệm, những ký ức về thầy cô, mái trường, bạn bè sẽ luôn là những kỷ niệm khó phai trong mỗi chúng em. Đối với riêng em thì ký ức về mái trường thân yêu luôn là ký ức đẹp nhất. Ở đó lưu giữ biết bao kỷ niệm về thầy cô, bạn bè. 3 năm so với cả đời người thì là ngắn ngủi, nhưng 3 năm so với chúng em là tất cả đối với cuộc đời học sinh. Chúng em có cảm giác tất cả những kỷ niệm chỉ diễn ra ở ngày hôm qua, kỷ niệm cả về những ngày đầu tiên đi học trên mái trường này. Chúng em đã thành lập cái ban liên lạc của lớp 12A, gồm có các bạn nguyên là lớp trưởng, lớp phó và bí thư chi đoàn, và một số bạn ở tại các thôn tham gia trong ban liên lạc. Và ban liên lạc thì có trách nhiệm là triệu tập các cái kỳ họp hàng năm của lớp và đề ra những cái chương trình công tác trong năm cho toàn thể các thành viên trong lớp. Chúng em cũng đã xây dựng một cái quy chế họp lớp để xác định các cái quyền cũng như trách nhiệm của các thành viên trong lớp 12A trong các cái sự kiện, ví dụ như là các cái hiếu hỉ của gia đình của các thành viên trong lớp.
Hàng năm thì các thành viên trong lớp của AI đều thống nhất là lấy ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày mùng 10 tháng 3. Thì đấy chính là cái ngày họp lớp. Và chúng em cũng rất là vui sướng và trân trọng là luôn luôn được là chào đón và kính trọng thầy giáo chủ nhiệm có tham gia cùng với tập thể của học sinh lớp này em. Trước khi dừng lời phát biểu thì cho phép em một lần nữa được thay mặt cho ban liên lạc lớp 12E xin kính chúc sức khỏe toàn thể ban giám hiệu nhà trường, thầy giáo chủ nhiệm và toàn thể các bạn là thành viên của lớp 12E được nhiều sức khỏe, có nhiều thành công trong công việc và cuộc sống. Chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cái sự gắn bó, sự đoàn kết, sự yêu thương, sự chia sẻ và lan tỏa trong tất cả các thành viên của lớp 12E và hy vọng chúng ta giữ mãi cái truyền thống này. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, cảm ơn thầy giáo chủ nhiệm và cảm ơn toàn thể các bạn học sinh lớp 12E. Xin được. Thay mặt cả lớp cũng như thầy cô giáo rất cảm ơn cái lời chia sẻ của lớp trưởng anh Nguyễn Hoàng Hưng. Thì sau đây xin mời chị Bùi Dung, bí thư chi đoàn lớp 12E cũng lên có đôi lời chia sẻ. Kính thưa ban giám hiệu nhà trường, kính thưa thầy giáo Hoàng Khâm, thưa các bạn lớp 12E yêu dấu, rất vinh dự là một trong số các bạn được đại diện phát biểu về cảm xúc của mình. Lời đầu tiên xin phép được gửi tới ban giám hiệu nhà trường, thầy Hoàng Khâm và các bạn lớp 12E lời chào, lời kính chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Vậy là đã 30 năm, học sinh lớp 12E của chúng ta đã rời ghế nhà trường. Trong 30 năm ấy, mỗi học sinh của lớp 12E chúng ta giờ đây đều đã trưởng thành, đang công tác tại và làm việc trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Và với bản thân tôi, chọn cho mình một con đường, tức là ở tại quê hương, công tác làm việc tại quê hương. Hôm nay chúng ta có mặt tại nơi đây, lòng trào dâng niềm xúc động bồi hồi những ký ức học trò ngày xưa đùa ùa về. Cảm ơn những ngày tháng được học dưới mái trường cùng thầy, cùng cô, cùng bạn bè lớp 12E thân yêu. Cho dù đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, em xin hứa luôn là tấm gương tốt, dạy bảo con, cháu là trò ngoan, học giỏi, lớn lên để trở thành những công dân tốt của xã hội, sống tốt đời đẹp đạo. Một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe ban giám hiệu nhà trường, thầy Hoàng Khâm và toàn thể các bạn học sinh mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc buổi tổ chức của chúng ta thành công tốt đẹp. Mỗi chúng ta biết ơn những thầy cô giáo với khẩu hiệu không thầy đố mày làm nên. Trân trọng cảm ơn. Thì sau đây xin mời anh Vận lên chia sẻ với cả lớp cũng như các thầy cô giáo của mình. Vâng, trân trọng mời anh. Kính thưa các thầy, các cô trong ban giám hiệu nhà trường, kính thưa thầy giáo chủ nhiệm, thưa toàn thể các bạn. Thật cũng là hơi bất ngờ, không có bạn nào trao đổi hôm nay được nên được tâm sự với nhà trường, với các thầy, các cô và đặc biệt là các bạn. Lời đầu tiên thì xin phép là được gửi tới các thầy cô giáo chủ nhiệm, rồi các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường và toàn thể các bạn lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Thưa các thầy các cô và thưa các bạn, thì vừa rồi thì bạn Hoàng Hưng lớp trưởng cũng đã ôn lại kỷ niệm rất là vui của lớp chúng ta trong cả một quãng đường học tập ở ngôi trường cấp 3 Văn Giang. Thưa các thầy, các cô và các bạn, thì cá nhân bạn Vận thì
cũng được bước chân vào trường lớp 12E của cấp 3 Văn Giang. Nhưng mà sau một thời gian thì được thầy Hoàng Khâm là điều động đi lớp khác. Nên là cũng giai đoạn cuối thì không ra trường ở lớp 12E, nhưng mà các bạn ở lớp 12E thì cơ bản gắn bó với bản vận rất là lâu, từ thời cấp 1, cấp 2 cơ. Vì đây thì tất cả cơ bản đây là một lớp, trước đây là ở Long Hưng, thì cùng gắn bó với nhau rất là thời gian rất là dài, chứ không phải chỉ có ngắn là chỉ trong mấy năm. Và hôm nay thì các bạn ôn lại, chia sẻ những cái tình cảm. Đấy. Có những cái, tất nhiên là trong tất cả các bạn đây thì nhiều bạn là có những cái phút giây đúng không? Sao động trước nhau chẳng hạn. Bạn vẫn cũng thế thôi. Đấy. Nhìn thấy nhiều bạn nữ đây là mình cũng hình như ngày xưa mình đã để ý rồi. Đấy. Nhưng mà có lẽ là do lúc đấy mình chưa đủ tự tin, chưa đủ bản lĩnh để vượt qua nên là không dám ngỏ lời. Đấy, nhưng vào bây giờ rất là tiếc. Đấy, vấn đề nó như thế. Đấy, thì đấy là cái tình cảm rất là sâu đậm trong mỗi con người chúng ta. Nên là cái tình cảm đấy thì nó sẽ được giữ mãi. Đấy, giữ mãi. Tình học trò là tình cảm rất là thiêng liêng. Đấy, và nó sẽ là lâu bền. Vì nó không có vụ nợ gì ở đây cả. Đấy, chúng ta sợ đến với nhau là một cái tình cảm thiêng liêng. Tình bạn thiêng liêng. Và có duyên thì mới được gặp nhau. Chứ không tự nhiên mà ngồi cùng lớp đúng không? Cùng trường, cùng lớp với nhau. Đấy là rất là khó. Bạn vẫn chia sẻ như vậy. Chắc để thay đổi một chút không khí. Vì vừa rồi chúng ta đang chìm đắm ở trong cái cảm xúc mà nó rất là tình cảm, rất nhiều cái cảm xúc. Đấy. Thế vì để không khí nó thay đổi chút, thì em xin mời chủ nhân của ca khúc Phượng Hồng. Tình đầu của tôi,
tiếc có còn gặp này. Ngày khai trường lùa gió thu bay. Chúng ta học năm đó khoảng năm lớp 11. Tôi rất nhớ là có cái toàn trường có một cái khu khoảng trống ấy, có cây rất nhiều cây hương du, cây bạch đàn. Thầy Nghênh thì hồi đó là dạy thể dục. Cũng rất là may cây hương du nó tốt. Có anh Đường là bạn tôi, anh chạy rất là tốt, chạy thể dục thì mỗi người chạy khoảng 5 vòng. Nhưng vì cây hương du tốt thì tôi chạy yếu. Tôi ngồi núp lại, tôi trốn được 3 vòng. Nhưng mà tôi cũng vẫn không dám là về top đầu. Tôi phải chọn cái top khoảng cuối 2 thôi, để đỡ bị phát hiện. Cũng xin được chia sẻ các thầy, các cô và các bạn là như vậy. Thế và thấm thoát như vậy, sau đó thì cũng đi học, đi công tác. Thì trải qua rất là nhiều công việc khó khăn có, mà chủ yếu là khó khăn thôi. Nhưng mà tinh thần là vẫn phát huy cái tinh thần của học viên của trường trung học Văn Giang, bày dày thành tích và truyền thống. Tôi luôn luôn cố gắng nỗ lực, cố gắng là mình cứ hoàn thành các nhiệm vụ trên từng cương vị, từng vị trí công việc của mình. Cũng hôm nay thì anh Hưng thì anh cũng nghĩ rằng là tôi hay nói ở cơ quan, cho nên anh ấy chỉ định luôn. Nhưng mà thực ra đứng trước các thầy, các cô ấy, các bạn ấy, thực sự là nó khó diễn tả lắm. Và tôi vẫn nhớ lại một cái việc là ngay sau cái thời gian mà chúng ta kết thúc kỳ học cuối cùng của năm 1990 ấy, mà tôi phải mất khoảng 9 tháng khoảng thời gian đó, tức cái cảm giác nó rất là thiếu, nó trống vắng, nó rất là nhớ. Thì cái thời gian học thì mình học cũng không tiến bộ lắm, học chỉ trung bình khá thôi. Thế nên về thì thi thì năm đầu tiên thi thì cũng không đạt kết quả, cho nên là càng trống vắng hơn. Tức là cái cảm xúc nó rất là bồi hồi, rất là nhớ nhung. Đấy, tuy nhiên thì cũng thời gian sau đó thì cũng nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè, chúng tôi cố gắng tiếp tục. Và sau đó thì cũng đi học và được ở lại làm việc ở nơi học. Cho nên là cũng trải qua quá trình phấn đấu. Hôm nay thì cũng rất là xúc động được gặp các thầy, các cô, và đặc biệt là thầy chủ nhiệm. Tôi với thầy chủ nhiệm hình như nó có một cái gì đó nó rất là chung hay sao ấy. Tức là chỉ có nghe qua điện thoại, thầy bảo là Hưng chứ ai. Sáng nay gặp, lâu lắm gặp thầy, thầy bảo Nguyễn Văn Hưng. Đấy, tức là có cái gì đó rất là chung, rất là tình cảm. Và cũng vì điều kiện thời gian công tác thì thi thoảng thì
mới được gặp thầy, mới được gọi điện cho thầy, mới được chia sẻ cho thầy. Rất may là thầy bây giờ là ứng dụng công nghệ tốt, thế cho nên là thỉnh thoảng Zalo báo là sinh nhật thầy thì mình cũng lại gửi lời chúc mừng sinh nhật thầy. Và rất mong là được chúc mừng sinh nhật cả thầy cả cô. Nhưng mà cũng cái mong này cũng mong muốn thầy cũng cũng sớm quan tâm. Vì tôi biết là thầy rất là tình cảm, sống nội tâm. Thế và cũng rất là nhiều người mến. Nhưng mà thầy thì cứ băn khoăn cái gì đó. Thì hôm nay thì cũng rất là mong muốn thầy, không phải cái mong muốn của cá nhân tôi đâu ạ. Chắc chắn là cả tập thể lớp và từng học viên luôn luôn dõi theo về thầy, luôn luôn nắm mắt xem là tình hình thầy thế nào. Thi thoảng tôi có hỏi bạn Dũng, hỏi anh Dũng, anh Dũng thì quê ở bên gần nhà thầy, cho nên anh Dũng thì cũng hay được nói chuyện với thầy. Cho nên là để nắm bắt cái tình hình của thầy cũng như là hỏi thăm. Thế hôm nay thì cực kỳ là xúc động. Hôm qua thì xin báo cáo với thầy là các bạn ở lớp thì cũng có một cái gặp mặt để rà soát lại công tác chuẩn bị. Thì tôi thì cũng như anh Vận thôi, cuối năm thì kiểm điểm tắm rửa nhiều lắm. Hôm qua là mất cả ngày. Mặc dù mình biết là mình đã cố gắng để mà về, nhưng mà hôm qua đến tối mới xong, không về được. Thì cũng xin được thông tin các bạn cũng chia sẻ. Thế và có thể nói là rất xúc động. Một lần nữa thì xin được kính chúc các thầy, các cô trong ban giám hiệu của trường trung học phổ thông Văn Giang. Kính chúc thầy chủ nhiệm Hoàng Khâm cùng toàn thể các bạn học sinh 12E khóa 1987-1990 luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều thành công và luôn luôn gặp cái điều tốt lành. Xin được trân trọng cảm ơn ạ. Nhưng để tiếp nối cái chương trình mà lời chia sẻ, chắc là ngay sau đây chắc không thể đợi lâu được nữa, vì các anh các chị cũng nhắc đến thầy yêu dấu của mình từ đến giờ rồi. Trước tiên là tôi xin chúc tất cả mọi thành viên ngồi đây khỏe mạnh, vui hết mình. Sau đó sẽ có một vài chia sẻ với lớp. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo trong ban giám hiệu, đại diện cho trường trung học phổ thông Văn Giang, các cựu học sinh 12E khóa học 1987-1990 quý mến. Giờ phút này tôi rất cảm động vì được dự buổi kỷ niệm 30 năm ngày ra trường của các cựu học sinh 12E. Đó là phần quà cao quý nhất mà lớp 12E dành cho thầy chủ nhiệm năm xưa. Với tôi, cả đời chỉ dạy một trường học, đó là trường trung học phổ thông Văn Giang. Thời gian là 36 năm, làm công tác chủ nhiệm lớp và dạy rất nhiều thế hệ học sinh. Nhưng đối với lớp 12E khóa học 1987-1990 là một trong những lớp có nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. 30 năm trôi qua, tất cả học sinh 12E năm xưa đã trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm sống. Mỗi người một cuộc sống khác nhau, có người là kỹ sư, có người là luật sư, có người là giáo viên, có người là cán bộ chủ chốt trong xã hội, có người là doanh nhân thành đạt, có người là chủ trang trại thu nhập cao, vân vân. Một điều mà thầy chủ nhiệm rất cảm động, đó là 30 năm trôi qua học sinh lớp 12 vẫn dành cho thầy tình cảm, nhớ tới thầy chủ nhiệm. Đó là cái tình cảm rất là ý nghĩa. Tuy mỗi người phải lo cuộc sống riêng của mình trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng các thành viên lớp 12 vẫn đoàn kết, dành được thời gian sum họp lớp qua trang mạng của lớp 12E. Tôi thấy mọi người rất nhiệt tình chuẩn bị cho buổi kỷ niệm 30 năm ra trường. Từ tháng 8 đã có người gọi điện tâm sự với thầy là đi đâu các bạn cũng thể hiện là muốn kỷ niệm lớp ra trường 30 năm. Và tôi cũng rất là lo là đến ngày hôm nay mà lại xảy ra sự kiện gì, thí dụ như là Covid mà lớp lại không thực hiện được cái buổi kỷ niệm thì rất là buồn. Thế nhưng mà rất là may là hôm nay thời tiết ủng hộ chúng ta, hy vọng là chúng ta sẽ vui hết mình. Chúc các cựu học sinh lớp 12E có gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Và chúc lớp 12E
đoàn kết, sum họp, vui vẻ, bền lâu. Xin cảm ơn. Rất là cảm ơn thầy đã, tức là đã nói ra những cái tâm tư tình cảm của mình rất nhiều lâu nay rồi. Kính thưa thầy Hoàng Khâm, thầy giáo chủ nhiệm của lớp 12E, niên khóa 1987-1990. Thì thưa các bạn cựu học sinh lớp 12E, thì về dự buổi gặp mặt kỷ niệm 30 năm ra trường của các bạn, thực sự tôi rất xúc động. Thay mặt cho 85 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.493 học sinh hiện đang ngồi học trên ghế nhà trường Trung học Phổ thông Văn Giang, xin được gửi lời chào trân trọng tới thầy giáo chủ nhiệm, tới các bạn cựu học sinh lớp 12E, niên khóa 1987-1990, và xin được thay mặt toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường cũng được gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới thầy và toàn thể các bạn. Chúc cho buổi gặp mặt ngày hôm nay thực sự xúc động và ấn tượng trong mỗi chúng ta. Kính thưa thầy chủ nhiệm, thưa các bạn cựu học sinh, sự trở về sau 30 năm của các bạn ngày hôm nay với nhiều cương vị khác nhau. Sau 30 năm, nhiều bạn đã trở nên rất thành đạt. Có những bạn đã là những lãnh đạo chủ chốt trong khối cơ quan nhà nước. Có những bạn là lãnh đạo lớn của một địa phương lớn. Có những bạn đã trở thành những doanh nhân thành đạt. Có những bạn đã trở thành những kỹ sư, bác sĩ, những luật sư. Hay có cũng một số bạn đã trở thành những nhà giáo giản dị như thầy Khâm và như tôi. Nhưng hơn tất cả, chúng ta trở về là những công dân tốt, là những người rất là tình nghĩa, luôn luôn hướng về nhà trường, luôn luôn tri ân thầy cô đã từng dìu dắt chúng ta trên quãng đường đời. Thực sự chúng tôi rất xúc động mỗi khi các bạn trở về, và sự trở về của các bạn chính là động lực lớn cho chúng tôi. Trường Trung học Phổ thông Văn Giang thì cũng nằm trong ngành giáo dục của huyện Văn Giang, luôn luôn được lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân của huyện quan tâm, và cái truyền thống hiếu học của người dân Văn Giang, cho nên ngành giáo dục Văn Giang luôn luôn đứng top đầu trong tỉnh Hưng Yên, và trường Trung học Phổ thông Văn Giang nói riêng cũng đứng trong top đầu của các trường Trung học Phổ thông Văn Giang, trường Trung học Phổ thông trong toàn tỉnh Hưng Yên. Một lần nữa thì xin được gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới thầy và tất cả các bạn. Chúc cho tình đoàn kết của lớp 12E luôn luôn bền vững, và đặc biệt là luôn luôn hướng về nhà trường. Và xin trân trọng cảm ơn. Thế thì em sẽ tiếp tục chương trình. Sau đây xin mời chị Nguyễn Thị Hồng Nhi. Kính thưa các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, kính thưa thầy giáo chủ nhiệm lớp 12E khóa 1987-1990, thưa toàn thể các bạn lớp 12E thân mến, thời gian trôi đi thật nhanh. 30 năm qua, kể từ ngày lớp 12E khóa 1987-1990, trường Phổ thông Trung học Văn Giang ra trường, hôm nay từ khắp mọi miền của đất nước chúng ta gặp mặt tại đây để kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. 30 năm với biết bao đổi thay, nhưng cũng để mỗi người kịp nhận ra mình khi chúng ta trở lại đây trên mảnh đất quê hương một thời là học sinh. Lời đầu tiên, cho phép em xin gửi tới thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, thầy giáo chủ nhiệm cùng toàn thể các bạn lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa thầy cô giáo cùng các bạn, tốt nghiệp cấp 3 năm 1990, gần 50 bạn học sinh lớp 12E khóa 1987-1990, mỗi người đều có một ước mơ, một khát vọng. Người thì thi đỗ vào đại học, cao đẳng, trung cấp, người thì ở lại địa phương, lao động sản xuất. Mỗi người một ngành, một nghề, một hoàn cảnh, một số phận. Chia tay ngày ấy cách đây đã 30 năm, khi đó tóc chúng ta còn xanh, bây giờ gặp lại đầu đã bạc. Thật vui mừng và xúc động sau bao nhiêu năm xa cách. Một số bạn đã 30 năm nay mới có dịp về thăm trường, thăm các bạn trong lớp. Trong số các bạn lớp 12E khóa 1987-1990, có nhiều bạn đã thành đạt, hiển vinh,
giàu có, nhiều bạn đã và đang giữ những cương vị quan trọng trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Tuy vậy, đây đó vẫn còn những bạn rất vất vả, nhọc nhằn, còn nhiều lo toan chăn trở, nhưng gặp nhau tại đây không phân biệt giàu hay nghèo, địa vị hay cao thấp. Tất cả chúng ta vẫn là bạn của nhau, vẫn là học trò của trường cấp 3 Văn Giang năm xưa. Chúng ta thực sự tự hào và chúc mừng cho các bạn thành công trong sự nghiệp. Đồng thời chúng ta cũng chia sẻ cảm thông cho những bạn kém phần may mắn và cầu mong cho tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, có ích cho xã hội, mãi gắn bó yêu thương, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và mãi mãi nhớ về thời đèn sách trong những năm tháng đầy khó khăn gian khổ. Đã 30 mùa hè rồi, nhưng chắc rằng chúng ta không ai quên được mùa hè ấy vào một ngày của tháng 6 năm 1990, quên sao được những bức ảnh chụp với nhau tại bàn học, ở cầu ao của trường. Hôm nay tôi đến thì không nhìn thấy cái cầu ao đâu. Quên sao được những dòng chữ trên những quyển sổ lưu niệm, rồi những bức ảnh, bức tranh tặng nhau khi chúng ta ra trường. Và bây giờ thì sau đây tập thể của lớp 12 sẽ lên đại diện để trao quà cho nhà trường. Dạ. Sau đây xin kính mời cô Hồng Vân lên sân khấu và kính mời đại diện lớp 12 lên trao quà cho nhà trường để tri ân tình cảm. Xin mời cô Hồng Vân. Thank you.
thương.